Thành ủy Long Khánh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội 12 trong đảng bộ thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng bộ thành phố Long Khánh đã triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh nghiêm túc, kịp thời, sâu sát đến các chi bộ, đảng viên và nhân dân. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm hạn chế trong công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng tại địa phương, phân tích làm rõ thêm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ cơ sở. Lãnh đạo Thành ủy Long Khánh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, đề ra một số định hướng giải pháp chỉ đạo căn bản, thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các nghị quyết của đảng, quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, từng bước tinh gọn biên chế, nâng cao chất lượng cán bộ công chức thành phố, xã phường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Ngoài ra, Thành ủy Long Khánh thực hiện bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Đồng Nai, làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.